Cái kênh của chúng ta đây, và bây giờ chúng ta sẽ cài một cái công cụ nó tên là VIQ. VIQ đây. Version for YouTube. Rồi thêm vào trong attention. Vậy thì bây giờ ấy, trong cái trình duyệt của bạn nó sẽ hiện trên một cái, hoặc là viết IQ ghim nó lên lên đầu đây. Cái viết IQ này, sau khi cài thì chúng ta cũng tạo cho nó một cái tài khoản viết IQ này. Các bạn có thể sign in nó bằng cách là chọn một cái Gmail. Rồi ok, xong. Như vậy sau khi mà chúng ta cài cái tiện ích này vô ấy, thì cái kênh của chúng ta nó bắt đầu là có nhiều chỉ số hơn. Ví dụ cái video này bấm ra thì nó sẽ hiển thị những cái thông số phía bên đây. Có một số thông số bị mờ đi, chỉ có những cái tài khoản bản quyền mới có, nhưng không sao, chúng ta sử dụng một số cái free là được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thấy cái điểm sale. Đây là cái điểm sale của nó này, và những cái checklist chúng ta còn phải làm. Bây giờ sau khi cài rồi, chúng ta quay lại cái video đang chỉnh sửa. Mình cần viết thêm cái từ khóa vào đây đúng không? Chưa có cái từ khóa nào. Từ khóa đầu tiên chúng ta phải bỏ vào đó là cái từ khóa, cái tiêu đề của cái kênh. Bỏ vào đây. Enter đó. Cái tiếp theo là cái tên của cái kênh phải có trong đây. Và cái quan trọng nữa đó là cái từ khóa mà mình muốn sell. Mình muốn là người ta search từ này ra cái kênh của mình, ra rất là nhiều video của mình. Rồi ok. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi tìm nhiều từ khóa. Bây giờ mọi người cần phải cài một cái trình duyệt, một cái tiện ích này nữa. Cái tiện ích này nó có nhiệm vụ đó là giúp chúng ta đổi IP. Bây giờ mọi người cài cái tiện ích này vô. Cái link này thì Hường sẽ để dưới phần mô tả. Cài cái tiện ích này vô. Đấy, bấm vào đây. Đấy, thêm vào Chrome. Add nó vào đấy. Và chúng ta sẽ thấy nó hiện ở trên đây. Thì chúng ta cho nó hiển lên cái tiêu đề luôn đi. Ghim nó. Rồi ok. Ghim nó thì chúng ta sẽ bật nó lên. Khi bật nó lên thì chúng ta đổi IP sang, mình muốn là tối ưu cái kênh của mình sang nước Mỹ thì bấm vào tìm nước Mỹ. United States đây. Đấy rồi ok. Sau khi chúng ta đổi IP sang Mỹ rồi thì chúng ta sẽ thường thường phải refresh một vài lần thì cái này nó mới được áp dụng. Tức là IP của chúng ta đang ở bên Mỹ thì chúng ta search, bây giờ sẽ search tìm kiếm, ví dụ như mình đang tập trung vào sale cái video làm thế nào để drop hoặc là lower pressure đi. Làm nào để làm thấp huyết áp thì chúng ta thử copy cái từ này. Bỏ vào đây. Thì nó sẽ đề xuất khá là nhiều những cái từ khóa tương tự. Đây là những từ khóa được tìm kiếm nhiều trên kênh YouTube. Vậy nên là mình cũng có thể copy những cái từ, lựa chọn và copy một số từ để bỏ vào làm từ khóa của mình. Ví dụ lower blood pressure quiz at home. Dán nó vào đây. Rồi xem thử lower pressure còn từ nào nữa không. Ví dụ naturally. Tiếp, chúng ta sẽ có gì nữa? Exercise. Quickly. Thường thường mọi người dùng cái cách này là cách thủ công và nó cũng đề xuất khá là nhiều cái từ khóa mà được tìm kiếm nhiều ở trên mạng. Quizly có rồi. Naturally, instantly xem nào. Mình đổi thành drop. Quickly cũng có này.
Job ratio quickly. Cái này mình bỏ vào đây trước. Pressure. Drop high blood pressure fast enough. Đây, chúng ta được 294 ký tự trên 500 ký tự. Lao hai producer xem nào. Nếu mà mọi người thấy lâu thì có thể là sử dụng công cụ Nếu mọi người thấy lâu thì có thể sử dụng công cụ Google Keyword Planner, giống như video trước Hường chia sẻ đó. Đó là một trong những công cụ mà chúng ta kiếm khá là nhiều từ khóa, được thống kê tương đối chính xác. Fast. Ok, chúng ta đã có. Bây giờ từ này nó hơi dài. Đấy, nó có đề xuất một vài từ. Ta có thể để vô. Vẫn dài. Ok, xong. Chúng ta đã làm xong từ khóa. Ok, nhớ bình luận dưới video nha các bạn. Nhớ like cái video và bình luận dưới video.